Bây giờ là mình đang ở thành phố Busan. Hai chị em mình bữa nay đi đón một chị Trang bên Việt Nam qua nè. Đây, bà đà pa pa chị Trang. Chị Trang chỉ lặn lội. Chị lặn lội từ bên Việt Nam qua. Để chị gặp hai chồng hai ở lộn hai chồng hai chị em mình. Bây giờ mình đang dẫn chị vô trong cái buổi giống như là cái buổi hội thảo rất là lớn ở quê Tumi ở thành phố Busan luôn. Em chào mình bạn đầm bạn váy mà thấy cưng không? Thì mình sẽ quay cái chỗ này rất là lớn luôn, quay cho mọi người coi nha. Cái gì mọi vậy? Mọi người có biết cái này là chỗ nào không? Đây là cái cảng tàu quốc tế ở thành phố Busan. Rất là lớn luôn mọi người thấy không? Tầng 1, tầng 2 là chỗ bán vé với là chỗ đi á. Tàu của nó giống như là du thuyền vậy đó mọi người đó. Mọi người nhìn thấy cái tàu đó không? Thì ở trên đó là mình có thể đi nước ngoài bằng cái này. Nó có đầy đủ tiện nghi hết, giống như là gì bà du thuyền vậy đó. Rồi trên đó là mình có thể mở tiệc, bạc ti, mình ăn uống nhậu nhẹt cho nó luôn. Giường nằm rồi. Bây giờ là cái đường để mà đi lên. Wow. Bên kia là những cái chung cư rất là đồ sộ và hoành tráng, đẹp ghê gớm luôn mọi người, rất là cao luôn. Thì hôm nay là Atomy tổ chức hội thảo tại đây, mượn cái tòa nhà này để làm hội thảo. Có khoảng 7.000 người để sẽ tới đây. 7.000 người là những người mà người ta làm việc chăm chỉ và người ta tới người ta học hỏi đó nha. 7.000 người thôi. 이대로 출국하면 좋겠다. 출국. Em chồng mình nói phải mà đi cái đường này thẳng ra nước ngoài luôn rồi khỏe quá. Là 7.000 người là những người tới thôi đó nha. Còn những người mà đăng ký hội viên xong rồi mua đồ không kinh doanh người ta không có tới á là còn rất là nhiều nữa. Mà trên Hàn Quốc này là có 9 tụ điểm gì nè mọi người. 9 nơi trải rác khắp toàn Hàn Quốc. Ăn qua hamburger chắc ăn cơm thì nó đỡ hơn ăn hamburger đúng không chị? Ăn cơm thì nó tốt hơn là hamburger. Ở Hàn Quốc nóng nha, giờ nóng nha. Nhưng mà ông bảo Anh sao mát hơn hả? Tại vì chắc ở đây là bữa nay nó nóng á chị. Wow. Như sân bay luôn á chị. Đúng rồi, đã luôn. Cái này lớn như sân bay. Bây giờ mình ăn đỡ đồ ăn trong cái quán ăn bán ở trong cái cảng quốc tế này. Thì chị ăn món gì chị là chị lựa đi chị. Thích bữa nào ăn món đó chị, canh sườn bò được kìa. Về tới kia hả chứ? Cái vịt thăng uống đi chứ. Có không? Canh sườn bò. Canh sườn bò. Em chồng em làm chủ tiệm canh sườn bò nè. Với lại canh giúp Tây Trang. Nó bán hai món này nè. Nó bán hai món này nè chị. Mình ăn món khác đúng không? Để về chỗ kia ăn. Không, ở dưới kia lặng chứ đâu. Chuyện tay mà mình đi về sẽ bỏ. Cái gì xơi á? Không. Ăn gì? Ăn cái này à? Tôi muốn ăn cái này. 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 Tôi muốn ăn Okay. Chị ăn canh bò cay, canh sườn bò, em ăn canh bò cay. Canh nó cô đi khai kìa. Nó mai mốt mời chị xuống dưới quán nó đãi cho ăn. Giờ em chồng mình đi thanh toán. Wow, cái này. Chỗ này cũng khá là lớn đó mọi người ha.
vô đây, bữa nay bận đầm bận váy các kiểu nha bà con. Đó thấy không? Đầm hường, váy hường à. Đầm thì cái nơ mò đỏ đó chứ, trên đầu đó kìa, để phân biệt nam nữ. Mà nhìn cái mặt nó vẫn men, nhìn cái mặt nó vẫn đàn ông. Từ từ. À nhớ ra. À, em cười ra là hốt hồn hết á. Ta là ta chùi cho mình đó. Tại vì khách mới ra sẽ vô. Em chồng em nói tối ngày papa. Đúng rồi. Cái câu cửa miệng á. Câu cửa miệng của em mà, trời ơi, câu thành thoại của Tiên mà. À, đồ ăn ra rồi mọi người ơi. Thì chị Trang ăn canh sườn bò. Đó. Em thấy người Việt Nam qua Hàn Quốc du lịch là hay ăn canh sườn bò á chị. Đúng rồi. À, canh sườn bò này quán em bán ngon lắm. Wow. Nào có dịp mời chị xuống ăn. Bởi vậy. À. Đồ ăn kèm. Ngon ha. Ăn nha. Là... À, em chồng em gấp miếng canh bò cay cho chị ăn thử á. Ăn thử coi. Ừ, ăn thử còn sao? Thử cho biết. Cái này là 고기 찍어 먹는 거 이거. Thịt thì chấm cái đó ăn á chị. Ừ. Còn đây là canh bò cay của em. Canh bò cay này quán em cũng quán luôn. Em thấy cái này là không ngon bằng quán em rồi đó. Cái này là cái gì vậy? Cái mùi hiểu. Chúc bùi 고기. Cái này là gì? Vị, bulgogi. Dạ, được khoảng ghế sofa nó thảm một lần nhá. Bánh lẻ. Ờ quán này cũng bán luôn, là bữa nay mình ăn nguyên bộ ba món này, là quán của em chồng em bán hết ba món này. Thịt bò, ướp gia vị, xào, canh bò cay. Cái này bò hả? Cái này hả? Ý của mọi người hả? Uông. À, cây uông á chị. Cây uông, cây kho lạc á. Ăn nhiều nhiều chứ có sức chị. Như nè. Rồi bây giờ sau khi ăn cơm xong thì mình đã vô tới cái chỗ mà diễn ra hội thảo gạch thơ mì. Thì bây giờ mình phải có cái miếng giấy này nè mọi người, mình đeo trên tay như này thì mình mới vô được. Còn không có là mình không vô được. Đó. Phải có hệ thống trật tự đàng hoàng chứ không muốn vô muốn gà ra. Mình đăng ký rồi. Đây mọi người thấy biểu tượng của gạch thơ mì nè. Mộng xanh Petro là có nghĩa là doanh nghiệp phát triển mà tới mà bùng bùng. Để coi chị phun màn đi cơ. 100 tỷ won luôn á mọi người, nghĩ mình nhiều lắm. Nói chung là ý nghĩa này con hạt trắng này á, ôm giấc mộng hạt trắng á, nhiều tiền á. Let's go. Bây giờ là mình quay tới đây thôi, vô giọng xong rồi mình mới quay nữa. Tại vì có nhiều người sẽ quay video này xong rồi cắt xén rồi ghép vào những cái công ty đa cấp lừa gạt khác đó, cho nên là mình phải dừng quay ngay từ lúc này. À, bây giờ tranh thủ giờ nghỉ trưa đó, cho nên là mình sẽ dẫn chị này đi gặp bà đoàn trưởng, cái bà nhánh, bà có chào nè, có chào nè, đây là cái cái chị cấp trên kế kỳ chin đó. Còn bây giờ là mình sẽ đi gặp cái lãnh đạo cấp cao đó, quan trọng, cực kỳ quan trọng ở nhánh của mình nha. Đang giờ nghỉ trưa cho nên là người ta túa ra như ong vỡ tổ vậy đó mọi người. Chị đi trước, chị đi trước đi, chị đi. Chị
chị này á, chị làm cái nghề bả là bả có cái tiệm nail á, bả làm nghề rửa móng. Ờ thấy cưng lắm, mà cái tướng nó tròn tròn thấy cưng không? Hai bà nào cũng tròn quay hết trơn. Mình là mọi người, mấy người này đang tranh thủ chụp hình với bà đoàn trưởng. Để chụp cho. Đây giới thiệu với mọi người, đây là cái bà Isulun Trong Trang, bà Isulun tổng trưởng của nhánh mình. Tổng thống chích cho mình sợ, thả chích cho mình sợ à. Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, người ta bắt đầu kéo vô để người ta nghe diễn thuyết nè mọi người. Người ta học, người ta nghe mà các bài giới thiệu xong rồi. Rồi 다른 자세로 그렇죠. 장시간 앉아 계시다 보니까 허리도 아프고 다리도 아프고 그런 거 같으시죠? 네, 다르게 허리를 뒤에 딱 세우는 다 세우고 안 나온 거. 이제 đang lục tục đi vô. 먼저 지금 열심히 하고 풀어주실까요? 준비도 하겠습니다. 네. Em chồng mình đang ăn ổ tên nè mọi người. Ở tầng 1 thì nó có bán đồ ăn nhiều lắm. Ổ tên đó rồi kiểu rồi các thứ rồi. Bây giờ hai chị em mình đó là đang đứng đợi em bé du học sinh Việt Nam. Bé nó cũng tham gia Atomy nữa, nó mới xong cái buổi học rồi đó. Sẽ tới. Giờ hai chị em mình đứng đợi, em chồng mình nó bụng quá bắt đầu ăn hồi tan luôn nè. Nè vui nè. Mình cũng ăn cây hồi tan cho nó có vị coi. Chuẩn bị sắp tới giờ Atomy ta cho ăn cơm chiều rồi mọi người. Chút xíu nữa. 30 phút nữa. Ồ, trên hình tam giác. Ngày vô nó cắn miếng quá bự luôn mọi người. ¿Hablas español o no? ¿Spanish? ¿Do you speak Spanish? Spanish. French? French, no. No, I want to know where you buy this device. Rice? This, where you... This is the start. The three star, there are one of this, one device. Ông nội, người Tây lơi lại nói vậy không hiểu mẹ vậy chứ. Không hiểu gì chưa? Đây, có hai chiếc taxi tới đây mà không biết phải không phải hả? Mà không biết là có phải con bé đâu. Đấy gì? Face. Không phải à. Bị hố rồi mọi người ơi. Chứ lại vô. Xe kia cũng phải luôn. Wow, mọi người hãy ngắm nhìn buổi chiều. Busan nè, hoàng hôn. Mà nè, Busan nè. Busan nè mộ. Hả? Ồ hư em ở đâu rồi hay á? Ồ hư em ở đâu rồi hay á? Busan rồi hoàng hôn. Hoàng hôn. Mọi người hãy ngắm nhìn hoàng hôn của thành phố Busan. Thành phố hoa lệ của đất nước Korea. Busan nè, ồ hư em ở đâu rồi hay á? Ồ hư em nè, cơ mà. Ilmol? Mall? 아, 일몰인가? 일몰 해지는 거. 일몰. 일몰. 부스. 어? 일몰. 부산의 일몰. 항공 부산. 어제 거인가? 저기인가? 괜찮은데.
sao người đó? Người đâu? Lấy nè. Người đâu? 사람 어디 있어? Dạ. Chắc đây nè mọi người. Chắc chiếc xe này đây nè. Anh có tìm đây. Đúng không? Ha, anh hát yêu yêu hát xe. Hát xe. Hát xe này cơ. Hát xe này mà. Hát xe. Ủa, tôi nó treo mặt. Nó treo mặt, thôi mình tắt máy đi mọi người ơi. À, bây giờ là tới giờ ăn cơm nè mọi người. Người ta sắp hàng, người ta đợi ăn cơm nè. Ở đây thêm một hàng nữa, rất là đông luôn, hai ba hàng luôn. Ngồi đi đợi xíu đi, tại vì đông quá, đông quá ngồi đứng đợi lâu lắm. Nó đứng mấy trăm người lận đợi tới sáng mai luôn á. Đây, mày nói gì nó che cái mặt rồi. Công phần của Etomy nè mọi người ăn đi chị. Chị không có quay cái mặt cưng nha. Yên tâm ăn đi. Không có quay dính cái mặt đâu, chỉ quay cơm thôi à. Đây nè. Cơm trắng nè. Thịt tươi nè, thấy không? Canh cay nè. Cho tráng miệng nè. Táo trộn với mayonnaise nè. Cái này thịt cua á chị. Cua cơ. Kim chi. Đầy đủ dinh dưỡng nha. Táo trộn với vô ô. Vô ô hả? Vô ô với chắc miệng mà. Chắc cây. Ăn xong rồi mới ăn táo nha. Em ơi. Ai chứa vào rồi à? Cũng quay bài lại. Em quay chứa rồi à? Mọi người hãy ngắm nhìn gương mặt mỹ miều cấp trên của mình đi. Chị chủ tiệm nail rất là dễ thương. À, người ta ăn rồi mọi người, ta ăn nè. Đông như kiến cỏ luôn. Mà mới đây, đây là mới có một phòng thôi đó nha. À, mọi người nhìn biển nè mọi người, đây là cái cầu nổi tiếng ở Hàn Quốc nha. Rồi á, chỗ này nè là bãi biển Hèo Hình Tê nổi tiếng luôn đó. Còn đây là mấy cái tàu đi ra nước ngoài, tàu đi Nhật Bản rồi đó. Cái tàu đó là người ta đang chở hàng đó mọi người, tàu này nè, người ta đang chở hàng chuẩn bị xuất xuất cảng hay sao đó, đi Nhật Bản rồi nước ngoài rồi đó. Ai mà thích đi tàu, không thích đi máy bay rồi đó, người ta đi. Chị, tàu cao tốc kìa chị, Busan Tsushima kìa, đi qua Nhật á. Tàu này nè. Busan Tsushima. Ừ, từ Busan đi Tsushima. Thường thường em thấy là đi qua Nhật nhiều, tại vì Hàn Quốc và Nhật gần với nhau á chị. Đường tàu nó gần. Bữa nào qua Nhật chơi đi. Ừ, em cũng muốn lắm. Cảnh hoàng hôn buổi chiều của Hàn Quốc. Một cái nơi gọi là Sầm Út, cảng hàng cửa biển quốc tế đó, với lại bãi biển Hè Uỳnh Tê nổi tiếng đó. Còn bên kia là một thành phố sầm, con mẹ nó út luôn kìa. Nhà mà xây trên núi dọc, mọi người thấy không? Để mình zoom cho mọi người coi nha. Đó, rất là nhiều nhà chen chúc. Wow. Ngoài kia thì có một số con tàu để ăn chạy vô đây. Đây mọi người ơi, đây quy trình sản xuất của mỹ phẩm Etomy đây. Được sản xuất kiểm nghiệm rất là chặt chẽ luôn và hệ thống đàng hoàng do giáo sư tiến sĩ đại học ta nghiên cứu ra. Trời, bà nội nào trời, không khí khối ma chứ không phải là dẫn chơi kem trộn mình ăn trộn thùng thùng hết cho mình, tại vì mình luôn trời ớn.
bữa coi YouTube thì lộn. Bà này là người Mexico á chị. Mexico lên nhận giải nè. Không lẽ bà bay từ Mexico qua đây nhận giải nhất rồi. Mấy bà đâu có lấy tiền đâu. Bây giờ lấy tiền cho bà kìa. Bình danh như vậy mình cũng bay rồi. Nhận giải nha. Bay qua tới Hàn Quốc nhận giải luôn ghê thiệt. 지금은 뭐 큰 이정과 그리고 내 내가 삶의 목. 반응이 나 아무 없나. 반응이 안 나지 이게 되거나. 다른 사람들의 삶도 안 나게 되는데 그런 양자이. I'm formerly from the Philippines. 저는 필리핀에서 태어났습니다. I migrated to Australia 32 years ago. 저는 호주에 32년 전에 이민을 갔습니다. For 28 years, I have been here. 28년 동안 호주 퍼스에서 살았습니다. 11 years as a... 네, 여러분, 구호 외치고 하는 자녀 하신다니요. 와, 여자 선생님 대표께서 네, 구호 외쳐주세요. 자, 네, 마이크 올려주시면 됩니다. 자이 thăng cấp nhận thưởng. Mấy cái cờ nó đỏ là của nước nào chị mà nó ngu ngơ vậy? Giống cờ Trung Quốc hay ta? Có người đỏ thao vàng lắm mà không phải Việt Nam. Trung Quốc cái gì á? Kìa kìa kìa, người đỏ mà có cái sao vàng vàng kìa. Thank you very much. Thank you very much. Cảm ơn chị nhiều nha. Okay. Cái đó có hạt tiêu nữa hả? Thank you. Có một mét chú ăn chú chăng. Chăng. Chăng phải hả? Chăng ờ. Nghe nói đồ nhậm bia là bỏ phái à. Bây giờ đem đi xuống dưới siêu thị. Cái thôi thì nó. Nè. Đi xuống dưới mua đồ lên nhắm. Ê lộn quên. Mua đồ mua mì gói với lại nước ngọt lên ăn. Có ít nè. Tại vì ăn chị ăn gà chiên không? Không, không. Chị đợi em nha. Chị nằm thay đồ, đợi gáo nước ở đây đi. Để chị tắm chị. Uống mong mong cho có đây phụ xin cho cầm đẩy trang là để em với em chạy em lên, em chồng em làm với chị nha. Nằm đợi gáo nước đi. Xin bay. Giờ mình đi mua mì gói nha. Chồng mình mua bia.
phở Việt Nam này mọi người. Wow, phở thịt bò, phở thịt gà. Dạ, yeah, hay là mình ăn phở Việt Nam đi. Ok. Phở thịt gà. Đó, mình mua phở gà, phở bò, nước ngọt, trái cây đầy đủ. Giờ lên phòng chiến đấu nha. Chỗ đó không? À, cục trưởng của chúng ta đến thăm ba chị em trong phòng nè. Đó, mua kem nè, ba cây. Wow, và đem lại rất là nhiều. Cục trưởng nhìn thấy á. Cục trưởng nhìn mình phải chân ăn gạch tê. Không mua đó đâu. Wow, và đem cái này cho mình đó. Mỗi hai chị em mình đem đi Việt Nam. Cho mọi người dùng thử nè mọi người. Đem những loại thực phẩm chức năng tốt nhất. Đó, đây là cho ba chị em mình cảm ơn người ta. Để mình mang về Việt Nam mình cho mọi người uống thử dùng thử. Rồi, cùng dặn mọi người uống ngon đó kìa mọi người. Wow, chào mừng cảm ơn người ta. 자, 여러분 기다리세요. 네. 오늘 오늘 할 때 나네. 제 mang cái này về cho mọi người dùng thử nghe. 미인 루 nè. 어, 미인 루 nè. 비타민 C. 비타민 C nè. 어. 또 뭐지? 유산균. 와, 메디신. 하이 허브로. 오. 좋아. 감사합니다. 반찬. 아, 반찬.